Xin mời các bác đeo tai nghe mình nhé. Chúng ta có thể thẩm âm chiếc đẩy bãi máy KE với cái model HD800 ấy nhé. Máy KE thì nó nổi đồng cối đá và chất âm rất là hay. Hiện tại thì em sẽ đấu tín hiệu từ điện thoại đây, quay rõ ràng. Đa phần là các bác ở xa không đến cửa hàng được test bác nghe chất âm mộc để các bác ngắm được. Dòng máy KE này thì tiếng rất là hay và quan trọng nhất là nồi đồng cối đá. Đây là kênh 1 này, kênh 2 này, hai kênh này. Các bác đeo tai nghe vào hoặc là chúng ta có thể là mở kích cho những bộ dàn âm thanh các bác nghe thử. Thì em quay là quay bằng điện thoại, quay trực tiếp cho nên là các bác có thể là nó sẽ lẫn những cái tạp âm bên ngoài. Chứ còn nếu mà bật thâu qua dây live stream hoặc sao cả thì các bác nghe trong vắt, nhưng mà như thế thì chúng ta khó phân biệt là chiếc đẩy nào nó thiên về giải gì, nó hay ở điểm nào. Và đẩy công suất thì những hàng chất lượng thì các bác với cái bộ dàn của chúng ta thì nó sẽ được cái bộ dàn chúng ta hay hơn rất là nhiều. Đẩy công suất nó chiếm 50% rồi đó nhé. Và cái máy KE thì là một thương hiệu rất là lớn rồi. Và cái con này thì mã của nó HD800. Quay vào trong để bên trong để bác xem. Hey, phần tụ của nó thì đầu tiên chúng ta nhìn thấy phần tụ để bãi, nhưng mà phần tụ của nó còn cực kỳ đẹp đấy nhá. Tụ là tụ con này, tụ của nó là tụ 100V đấy nhá. Đấy, tụ này. Đây còn sờ từng cái tụ của nó nhìn phẳng và rất là mềm này. Đó. Và linh kiện của nó sử dụng linh kiện chất lượng cho nên là dùng bao năm thì nó vẫn rất là ok thôi nhá. Đã vẫn đang bật quạt gió rất là êm đúng không ạ? Đấy. Đó, quạt gió rất là êm. Và linh kiện các bác nhìn toàn linh kiện cắm chân hết đấy nhá. Linh kiện cắm chân hết cho nên là các bác dùng yên tâm. Linh kiện nó còn là rất là chất lượng nhá. Chất lượng của máy này thì nó đồ đồng cối đá rất là bền lành. Đấy. Đa phần các anh em thợ thì làm sự kiện hoặc là các anh em đi lắp cho khách ấy, thì những cái máy này thì các anh em nhìn thấy biết ngay máy nó rất là lành nhá. Máy lành, chất âm thì đúng là rất là hay rồi ạ. Đấy, các bạn nghe tiếng chất âm mộc còn đằng sau chiếc đẩy này thì nó sẽ có đường vào đây, đường vào bằng canon ấy nhá, và bên cạnh có đường link đó, có đường link ấy nhá. Tín hiệu ra loa thì bằng cọc loa cả bằng giáp nhung trích ấy nhá. Máy từ những con ốc nhưng mà nó rất đẹp, chung là máy rất đẹp. Đây, các bạn nhìn những cái nắp sườn này, nhìn rất là đẹp đó nhá. Đó. Và giá thành cực kỳ hợp lý, giá 2.200.000 đó nhá. Em bao ship, đó, 2.200.000 bao ship cho nên là anh em và các bác thì nói chung anh em thợ và các bác giá đều như nhau nhá. Chứ còn không còn quỹ để trừ cho anh em thợ, với giá báo giá rất là rẻ rồi, giá sát giá rồi. Ok, xin chào anh nhé.